Các bạn cũng đã biết là một trong những điều mà đang được nói tới bây giờ Tôi sẽ chia sẻ với các bạn thì các bạn có thể là có suy nghĩ cá nhân của mình Thực ra mà nói là có thể nhiều bạn sau khi nghe thường chia sẻ cái phần kế tiếp này Có thể cảm thấy là không có, uh, có lý lắm cũng như là có gì đó sai sai Nhưng mà trên căn bản vì cái lý do là nhiều người có nhiều suy nghĩ về tình hình bây giờ Cho nên dẫn đến cái sự hỗn loạn trong thị trường tài chính Và những gì xảy ra trong thị trường tài chính nói chung Nghĩa là thị trường uh, cổ phiếu của Hoa Kỳ đây là thị cổ phiếu lớn nhất của thế giới sẽ có sức ảnh hưởng đối với crypto như người bạn thấy có thể nói là trên căn bản không liên quan đến nhau thì tại sao lại có ảnh hưởng tôi nghĩ là càng ngày sự liên quan nó sẽ càng tăng hơn mặc dù trong lịch sử các bạn thấy được là thời gian dài hạn thì không có sự liên quan nhất định nhưng mà trong thời gian ngắn hạn đó thì có khi là tương quan dương có khi là tương quan âm và trong thời điểm này đó thì đương nhiên là có một cái sự tương quan các bạn thấy được là thị trường này bây giờ thì càng ngày là càng có nhiều những tổ chức đầu tư tham gia vào như là chương crypto và đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng tới giá cả một cách là nó liên kết nhau hơn và mình thấy là thông tin thường chia sẻ ngày hôm qua đó và cũng là thông tin mình sẽ tiếp tục chia sẻ ngày hôm nay đó chính là dù ít dù nhiều crypto vẫn chịu ảnh hưởng của thị trường cổ phiếu Thì bây giờ sự lo ngại đang tăng vì lo sợ liên quan đến fed có thể tăng lãi suất hay là có những biện pháp gì liên quan tới việc là lãi suất đang được tăng trưởng thường sẽ chia sẻ thêm một lát nữa về vấn đề này thì các bạn thấy được đó là fed nó sẽ quản lý phần trăm lạm phát nếu lạm phát tăng thì fed chỉ có thể tăng lãi suất khiến cho cổ phiếu khiến cho vàng và crypto tiếp tục đi xuống điều quan trọng ở đây là fed chưa nói là sẽ có biện pháp nào hết fed bây giờ chỉ nghĩ là lạm phát nếu có xảy ra thì cũng là hiện tượng ngắn hạn nhưng mà nhiều nhà đầu tư thất vọng à, về fed tại vì họ không có mạnh dạng đảm bảo về việc lãi suất cũng như là về việc mua thêm trái phiếu mua thêm cổ phiếu bơm tiền thêm vào trong thị trường hy vọng kế tiếp của thị trường đó chính là gói hỗ trợ 1,9 ngàn tỷ thì trước khi thường đi vào cái thuyết kế tiếp đó thường muốn chia sẻ thêm về vấn đề này thì cái tình hình thì bây giờ cái cách hiểu đơn giản nhất đó là chúng ta thấy được là khi chúng ta nói tới sự tăng trưởng nó chính là chúng ta nói tới là cái trái phiếu 10 năm của chính phủ Hoa Kỳ hay là người ta gọi là công trái phiếu đó thì cái trái phiếu đó có cái phần trăm lãi suất tăng lên thì một trong những cái vấn đề bây giờ đó thì các bạn thấy được là nhiều người thì tin tưởng là chúng ta từ từ sẽ có một cái sự hồi phục của nền kinh tế tại vì chúng ta bây giờ đã có vaccine từ từ mọi người cảm thấy là họ an tâm hơn họ an tâm hơn họ ra đường họ mua sắm thì sẽ dẫn đến là lạm phát có thể tăng lên và Việc này đó thì đương nhiên làm cho Fed rất là nhức đầu Tại vì Fed một trong những cái điều mà họ cần làm đó chính là quản lý phần trăm lạm phát Và nếu như lạm phát tăng lên thì sẽ dẫn đến là đồng đô la xuống giá Và nếu như mà họ muốn giữ đồng đô la có một cái mức giá ổn định nào đó thì fed phải có những hành động hành động đó có thể là ngưng cái việc là cung cấp tiền cho thị trường đây là một trong những điều mà họ đang làm khiến cho đồng đô la à, giảm giá khiến cho lạm phát tăng lên như tôi nói rất là nhiều lần và đương nhiên điều này làm cho nhiều nhà đầu tư bắt đầu là lo sợ tại vì nếu như mà fed không tiếp tục bơm tiền vào trong thị trường thì thị trường sẽ như thế nào cho nên làm cho nhiều nhà đầu tư là bắt đầu lo ngại và bắt đầu là họ bán cổ phiếu của mình để mà đẩy tiền qua bên những cái mảng đầu tư khác nhưng mà đặc biệt là lần này thì có cái số tiền có thể là họ sẽ đẩy vào trong trái phiếu tại vì các bạn thấy được là phần lớn những nhà đầu tư bây giờ đó thì họ rút ra tiền mặt dẫn đến là thị trường vàng thị trường cổ phiếu thị crypto cũng là đi xuống cùng một lúc chứ không phải là tiền đẩy từ thị trường này qua bên thị trường kia. Đây là tình hình mà chúng ta cũng đã từng thấy hồi tháng 3 của năm ngoái khi mà dịch bệnh xảy ra. Thì các bạn thấy được đó là lãi suất tăng trưởng sẽ dẫn đến một số những cái sự tai hại tại vì các bạn thấy được là lãi suất tăng trưởng thì sẽ dẫn đến là ảnh hưởng đến cái sự phát triển của nền kinh tế tại vì nền kinh tế phát triển mạnh trong cái thời điểm mà lãi suất thấp tại vì lãi suất thấp thì nhiều người có thể là mượn nhiều tiền hơn họ mượn tiền với cái mức lãi suất thấp hơn họ có thể dùng tiền đó để mà mua sắm mua nhà À, hoặc đi dùng cái số tiền đó để mà bắt đầu đầu tư mở công ty vân vân khi mà lãi suất cao thì sẽ dẫn đến là những cái món nợ đó sẽ dẫn đến là họ phải trả số tiền nhiều hơn tại lãi suất đã tăng lên nhất là khi mà họ có lãi suất không ổn định và các bạn thấy được là lãi suất cao thì những người mượn tiền sau này sẽ mượn được ít tiền hơn hay là họ sẽ ngại không muốn mượn tại vì lãi suất quá cao khiến cho nền kinh tế tăng trưởng sẽ bị chậm lại đó là cái sự tai hại khi mà lãi suất tăng lên và dạ, các bạn thấy được là bây giờ đó thì thị trường rất là hỗn loạn Tại vì có người nghĩ là Fed sẽ có biện pháp Và biện pháp để cho giảm đi cái phần trăm lạm phát này Đó chính là không tiếp tục in tiền vào trong thị trường Nhưng mà nhiều người lại lo sợ là nếu điều đó xảy ra Thì chứng khoán sẽ như thế nào Cho nên dẫn đến cái sự hỗn loạn là nhiều người bán Và sau đó là lấy tiền mặt ra Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào một số những cái thông tin thường chia sẻ ngày hôm qua đi thì các bạn hãy tưởng tượng đi lãi suất trái phiếu nếu như mà tăng đến cái mức cao hơn cổ tức thì cái nhà đầu tư có thể là họ sẽ rời bỏ những cái cổ phiếu mà trả cái cổ tức cho họ tại vì nếu như mà các bạn thấy được là so sánh giữa cổ phiếu với trái phiếu, nhất là cái công trái phiếu như là trái phiếu được uh, cung cấp bởi chính phủ của Hoa Kỳ đó thì cái trái phiếu đó họ sẽ cảm thấy là an toàn hơn và nếu như mà lợi nhuận mà hàng tháng hay là mỗi 6 tháng đều giống nhau thì họ có thể rời bỏ những cổ phiếu mà trả cổ tức để mà nhảy qua bên à, uh, trái phiếu để có thể được cái lợi nhuận cũng như vậy nhưng mà an toàn hơn cho nên Fed cần phải lên tiếng để chứng ngang các nhà đầu tư nhanh chóng để tránh stock điều chỉnh thêm kéo theo crypto thì điều mà quan trọng ở đây đó là cho đến ngày hôm nay thì Fed vẫn chưa có nói là họ sẽ có hành động nào tất cả chỉ là suy nghĩ của nhà đầu tư mà thôi có nghĩ là họ nghĩ là Fed có thể đã có hành động nhưng mà Fed vẫn chưa có nói chi tiết là họ sẽ có những hành động như thế nào nhưng mà nhiều người bây giờ đã bắt đầu lo sợ tại vì các bạn thấy được là một trong những cái hiện tượng bây giờ đó là rất nhiều người và rất nhiều người đang có lời nhất là các bạn thấy được là cổ phiếu tăng trưởng liên tục những cái cổ phiếu liên quan đến công nghệ đó thì các bạn thấy được là trong thời gian qua đó thì đã giao dịch trên mức rất là cao tại vì tiền thì tiếp tục được bơm vào trong thị trường mọi người thì lúc nào cũng muốn có thêm lợi nhuận khiến cho là thị trường chứng khoán đã tăng trưởng rất là mạnh trong thời gian là một năm qua và bây giờ họ có lời rất nhiều bây giờ lại có một số những sự lo ngại cho nên nhiều người bây giờ là chút lời đó là cái hiện tượng mà các bạn đang chứng kiến hiện bây giờ và đương nhiên hiện tượng này là ảnh hưởng chung đối với lại cái tình hình của vàng của crypto tại vì sao thì có thể thấy được là các bạn thấy là có câu hỏi là tại sao mà khi mà chứng khoán xuống thì kéo theo Bitcoin và vàng tại sao tiền mà không đổ vào hai mảng đầu tư kia để mà lưu trữ giá trị như là nhiều người nói tới thì các bạn thấy được đây là cái hiệu ứng của đám đông trong thời gian ngắn hạn đó khi mà bắt đầu bất an thì nhiều người sẽ lấy tiền mặt trước rồi tính tiếp nhất là khi mà quá nhiều nhà đầu tư đang có lời họ sẽ chốt lợi. đây là điều mà chúng ta đang chứng kiến và đã chứng kiến hồi tháng 3 năm 2020 và đương nhiên Thuận thì vẫn nghĩ đây là một cái hiện tượng ngắn hạn mà thôi các bạn thấy là sau khi mà tiền mặt bắt đầu được lưu trữ nhiều sau khi mọi người bán vàng bán um, trái phiếu bán cổ phiếu bán tất cả những cái mảng đầu tư thì sau đó một thời gian các bạn thấy được là mọi người thì lại bắt đầu là có một cái uh, lòng tin hơn sau khi mà họ bình tĩnh lại và sau đó tiền lại được đẩy vào trong thị trường này đó là lý do tại sao các bạn thấy là sau tháng 3 của năm ngoái thì thị trường lại có thêm một cái sự tăng trưởng chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số thông tin khác đi thì các bạn thấy được là thường đã đăng một cái uh, câu nói ở trên những mạng xã hội là thật đáng tiếc không phải ai cũng có thể ho đồ và chứng kiến bịt kho 100 ngàn đô các bạn cần phải có một cái diamond hand một cái tay kim cương một cái tay cực kỳ cứng để có thể là vượt qua được à, những cái ải này các bạn thấy được là chúng ta bắt đầu của mùa tăng trưởng này đó thì thuận đã từng chia sẻ với các bạn đó là mùa tăng trưởng này thì cũng sẽ như là nhiều mùa tăng trưởng trước sẽ không phải ai cũng có thể là chứng kiến cái thời điểm mà nhiều người không tưởng tượng được cũng như là các bạn thấy là năm 2017 thì không có mấy ai có thể là bắt đầu năm 2017 lúc mà giá Bitcoin là chỉ dưới 1.000 đô mà có thể là lưu trữ mãi cho đến khi Bitcoin 20.000 đô cuối năm đó để chứng kiến được một cái lợi nhuận cực kỳ khủng như vậy Tại vì sao? Tại vì trên con đường tăng trưởng đó thì có rất là nhiều những cái cạm bẫy cũng như là có rất nhiều những cái đợt điều chỉnh khiến cho nhiều người sẽ hoảng sợ và lo sợ khiến cho họ sẽ xả bịch con của mình, khiến cho họ sẽ rời khỏi thị trường này. Cho nên khi mà bắt đầu đó thì lúc đó các bạn thì được là ai thì cũng rất là uh, hào hứng. Ai cũng nói là chúng ta sẽ cùng nhau thấy bịch không 100.000 đô nhưng mà mỗi lần điều chỉnh á thì các bạn thấy là sẽ có mỗi lần có người rồi có thị trường này và mỗi lần điều chỉnh xong thì lại có người mới đi tham gia vào đây là một cái dòng xoáy cứ tiếp tục và cứ tiếp tục nhưng mà không phải ai cũng có thể là lưu trữ bitcoin cho đến mức 100.000 đô và chứng kiến cái thời kỳ đó thường thì vẫn có lòng tin là Bitcoin sẽ lên 100.000 đô thì tại sao thường đã chia sẻ trong video ngày hôm qua cho đến khi nào mà thường thường thấy là có một số những cái dấu hiệu đỉnh thì thường sẽ thông báo với các bạn nhưng mà bây giờ trên căn bản thì nếu như mà thường nói với các bạn là vẫn chưa đỉnh hay là vẫn đã đỉnh mà không dựa bất cứ thông tin nào thì cũng coi như là đó mò mà thôi thường chỉ có thể chia sẻ với bạn là dựa theo những thông tin mà thường thường theo dõi đó thì thường không có lý do gì nghĩ là chúng ta đã đến đỉnh rồi đây điều mình thông đi chia sẻ chi tiết trong cái video ngày hôm qua cái video 960 có cái playlist nhưng mà nào mà có hứng thú thì bấm vào để mà xem thì chúng ta nhìn vào đó thì các bạn thấy được là trong trường hợp mà nhiều nhà đầu tư riêng lẻ lo sợ không biết đây là đỉnh hay chưa thì các bạn thấy được là chúng ta lại tiếp tục thấy cái tình trạng là có nhiều Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro các bạn cũng đã biết là sàn Coinbase Pro là một trong những cái lựa chọn hàng đầu bây giờ cho những tổ chức đầu tư khi mà họ thu mua bitcoin đó thì một trong những sàn mà giúp đỡ họ thu mua đó chính là sàn Coinbase Pro và ngày hôm qua các bạn thấy được là trong cái tình hình là giá cả tiếp tục điều chỉnh thì lại có thêm 12,29 ngàn bitcoin đã rời khỏi sàn Coinbase Pro mức giá là 46. ,000... 68 có nghĩa là các bạn thấy được là khoảng 46 47 ngàn Đúng là cái mức mà bây giờ là tiếp tục được thu mua bởi những cá voi ở thời điểm hiện bây giờ và các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những tài liệu khác đi Classno cũng có tài liệu tương tự các bạn thấy là Classno cho thấy là dựa theo cái bài đăng này đó thì những cái tài liệu cho thấy là có 500.000 Bitcoin đã di chuyển trong cái mức là 47.000 đô không phải là di chuyển ở trong ngày hôm qua mà di chuyển ở mức 47.000 đô chúng ta đã có tới 500.000 Bitcoin di chuyển mức này cho thấy được là 47.000 đô vẫn là một cái mức mà được thu mua bởi nhiều cá voi và chúng ta cũng đã biết là trong thời gian qua chúng ta đã nói tới những cái mức giá mà có nhiều Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro trong đó chúng ta à, có những mức giá như là 46-47.000 đô là cái mức giá trong vòng khoảng chừng là một tuần qua chúng ta đã thấy được là có rất nhiều cá voi thu mua và sau đó nữa như bạn hỏi thường là có thể xuống tới mức nào thì bây giờ thường vẫn nghĩ là 42.000 đô càng xuống gần tới 40 000 đô thì lực mua sẽ càng mạnh. Chúng ta bây giờ thì tiếp tục chờ đợi con mức 40 000 đô có giữ được hay không.